giới thiệu với các bạn, trên tay tôi đang là chảo điện Sanchu Hàn Quốc. Sản phẩm này như các bạn nhìn thấy ở đây là trên vỏ của nó là Sanchu Enter. Bây giờ tôi sẽ bóc cái chảo Sanchu này. Wow. Ở đây là các bạn sẽ thấy đây là phần bếp. Được bọc rất là chắc chắn. Đây chúng ta có một dây nguồn cho chảo điện. Trên dây nguồn này thì có kiểm chỉnh nhiệt độ, thì gồm có 6 nấc, nấc on và các nấc từ 1 đến 5. Bếp này thì chạy điện thế là 220V và công suất là 1600W. Đây là chảo điện mà có khả năng chống tính rất tốt và tiết kiệm được rất nhiều dầu mỡ, không gây béo, là cho thức ăn không có bị béo. Chất liệu bếp rất là lạ so với các loại bếp bình thường. Nắp có bọc. Bếp ở đây là đang bị ngược, có thể là do để tiết kiệm không gian. Bây giờ tôi phải vặn để đào cả chiều của nó. Thiết kế rất là lạc, nên là đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình hoạt động. Xong, tắt.